Thưa quý vị, trong tuần qua, từ ngày 16 cho đến ngày 22 tháng 4, Việt Nam ghi nhận 12.700 ca mắc mới COVID-19. Và đây là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023. Trong đó có 123 bệnh nhân nặng. Riêng ngày 22 tháng 4 đã ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Kết quả giám sát giải trình tự gen cho thấy các biến thể phụ của Omicron phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao, đó là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai. Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 11.500.000 ca mắc, trong đó có hơn 10.600.000 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho người dân. Chiều qua, một người phụ nữ đang đi xe máy trên đường thì bị một cây cổ thụ bật gốc đè trúng. Nguyên nhân là do mưa lớn kèm với cả gió đã xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều người đi đường và người dân đã nhấc thân cây lên để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ bị thương rất nặng và đã được kịp thời đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương để giải quyết vụ việc. Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm hành lang lưới điện gây sự cố cho việc truyền tải điện của EVN Hà Nội, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của nhiều người dân. Nguyên nhân của những sự cố này là do ý thức chủ quan, không tuân thủ các biện pháp an toàn của các đơn vị thi công khi thực hiện các công trình. Cụ thể là vào ngày 7 tháng 4 vừa qua đã xảy ra sự cố tuyến cáp ngầm từ trạm 220 kV Thành Công đến trạm 110 kV Phương Liệt. Nguyên nhân sự cố được xác định do đơn vị thi công đóng cọc tiếp địa nằm trong hành lang bảo vệ an toàn tuyến cáp ngầm trên vỉa hè. Đơn vị thi công bị xử phạt 130 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm. Chỉ vài ngày sau đó, trên địa bàn phường Xuân Phương, người điều khiển xe cẩu trong quá trình cẩu bê tông đã để dây đầu cẩu vi phạm khoảng cách an toàn, gây sự cố cho tuyến đường dây trạm 110 kV Cầu Diễn đến trạm 110 kV Bắc An Khánh. Chủ phương tiện sau đó bị xử phạt 65 triệu đồng và hình phạt bổ sung nộp một khoản tiền tương đương giá trị phương tiện là hơn 1,4 tỷ đồng. Để công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tránh xảy ra những sự cố gây thiệt hại cho lưới điện cũng như là ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với con người, EVN Hà Nội khuyến cáo các công trình, dự án xây dựng cần phối hợp với ngành điện tiến hành khảo sát hiện trường, thống nhất biện pháp thi công để tránh việc vi phạm gây sự cố lưới điện dẫn tới các tai nạn đáng tiếc trong nhân dân và người lao động. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố hàng chục bị can, trong đó nhiều đối tượng được đề xuất các mức án nghiêm khắc trong vụ án hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Diễn biến này đã cho thấy tiến độ xét xử các vụ án trọng điểm đang đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố 54 bị can, trong đó 18 bị can bị truy tố tội nhận hối lộ, với khung hình phạt tù có thể lên đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình, với số tiền hối lộ lên đến 165 tỷ đồng. Đây là vụ án phức tạp có diện đối tượng được điều tra lấy lời khai rất rộng, nằm ở cả trung ương và địa phương, ở cả trong và ngoài nước. Lượng tài liệu dữ liệu điện tử cần xử lý là rất lớn, trong đó có những dữ liệu không còn do xảy ra đã lâu. Tuy nhiên, với nỗ lực của các cơ quan tố tụng, cáo trạng được ban hành chỉ 15 ngày sau khi có kết luận điều tra. Bộ máy trong cơ quan tiến hành tố tụng là làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả. Như vậy, chỉ sau hơn một năm một chút kể từ ngày khởi tố vụ án, thì cơ quan tiến hành tố tụng đã có bản kết luận điều tra và Viện Kiểm sát đã có bản cáo trạng để truy tố. Cái điều đó thể hiện rằng không có bất kỳ một rào cản nào có thể ngăn cản các hoạt động điều tra, xem xét đối với các dấu vết tội phạm. Thực hiện cái sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ủy Công an Trung ương đã ưu tiên về lực lượng, phương tiện và phát huy tổng hợp sức mạnh của các đơn vị trong Bộ Công an hỗ trợ cho Cục An ninh Điều tra. Thế và khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thì cái công tác phối hợp giữa cơ quan điều tra với các cơ quan tiến hành tố tụng khác rất là thuận lợi, có một cái sự gần như song hành. Khi mà cơ quan điều tra có kết luận điều tra chuyển sang thì Viện Kiểm sát cũng sẽ gấp rút là hoàn thiện cái cáo trạng và chuyển hồ sơ sang để phục vụ xét xử. Được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại trong vụ án này không chỉ đo đếm bằng số tiền các đối tượng hối lộ và nhận hối lộ. Lòng tham của một số cá nhân
đã gây ra sự tiêu cực trong một chủ trương hết sức nhân văn của Đảng, Nhà nước, trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị chăm lo, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh khó khăn chưa từng có do dịch bệnh. Việc khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử để đưa các vị ra ánh sáng, xử lý bằng pháp luật, thì cái đó là một đòi hỏi của pháp luật, là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Cho nên cái việc mà các cơ quan tiến hành tố tụng, mặc dù nó khó như thế, mặc dù phức tạp như thế, nhưng mà cũng đã cố gắng, cho đến giờ chúng ta đã có kết quả bước đầu, ra được kết luận điều tra, ra được cáo trạng. Thì cái đó chúng ta hoàn toàn là thấy mừng và tin tưởng. Tại phiên họp đầu năm nay, vụ án chuyến bay giải cứu là một trong 10 vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xử lý. Kết quả đến nay là minh chứng cụ thể cho những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện đúng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần của Đảng, đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Có thể thấy là trong đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn khi mà tham gia giao thông trong thời gian vừa qua của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã mang lại hiệu quả cao. Và để tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia thì chúng ta thấy đã giảm rõ rệt. Duy trì đợt cao điểm này thì ngoài các tổ chốt trực tại các điểm thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức tuần tra công khai kết hợp với hóa trang mật phục để xử lý vi phạm nồng độ cồn. Theo chân tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Phú Thọ tuần tra công khai kết hợp hóa trang tại các điểm nóng gần phố ẩm thực trên địa bàn, hai cảnh sát giao thông mặc thường phục di chuyển bằng xe mô tô gần các nhà hàng, quán ăn, sau đó sẽ dừng lại tại một điểm để tích hợp để quan sát. Nếu phát hiện người có dấu hiệu sử dụng bia rượu mà vẫn tự chạy xe về sẽ thông báo qua bộ đàm để lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra công khai yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Người điều khiển phương tiện này sau khi uống bia vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông. Kết quả đo nồng độ cồn, lái xe đã vi phạm 2,047mg trên 1 lít khí thở. Cái nồng độ này của tôi thì nó ở cái mức phạt nào? Đối với hành vi vi phạm của anh và với nồng độ cồn là 2,047mg trên 1 lít khí thở thì anh sẽ bị phạt. Tiền phạt của anh là phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, là phạt 7 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của anh từ 22 đến 24 tháng. Tôi rất quan tâm đến cái tiền này, vì lương đã đưa được có 7 triệu, phạt phát 7 triệu thì ai dám uống rượu nữa. Từ sau uống rượu thì không tham gia giao thông nữa. Vâng ạ, chính xác ạ. Từ cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đã phối kết hợp với Cảnh sát Giao thông các huyện, thị xã, thành phố tiến hành dừng kiểm tra hơn 1.400 trường hợp, lập biên bản xử lý vi phạm đối với 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chúng tôi xử lý tại gốc để tránh cho người điều khiển phương tiện là di chuyển quãng đường xa, thì trong đó là gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện cũng như là những người tham gia giao thông ở trên đường. Thì kiên quyết là thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Công an là giảm tối đa số người mà vi phạm về nồng độ cồn để góp phần là đảm bảo cái mục tiêu là giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông xảy ra do cái vi phạm về nồng độ cồn gây ra. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, phát hiện lái xe sử dụng bia rượu, đồng thời xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, đảm bảo an toàn, bình yên tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Và lực lượng công an thành phố Vũng Tàu cũng tăng cường thực hiện tuần tra mật phục kết hợp với công khai để xử lý xe độ, chuẩn bị cho cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Và chỉ trong một buổi tối vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, thì 14 trường hợp sử dụng xe độ đã bị phát hiện, trong đó có không ít thiếu niên chưa đủ 18 tuổi. Các đối tượng còn độ chế và thay đổi đặc tính của xe để chạy với tốc độ cao. Và trong quý 1 năm nay, thì Công an thành phố Vũng Tàu đã xử lý gần 80 trường hợp với lỗi vi phạm tự ý thay đổi đặc tính của xe. Trong một lần lướt Facebook, anh được mời tham gia nhóm đánh bạc online. WinGo cho được anh và hầu hết người chơi chọn bởi dễ chơi. Đầu tiên anh tham gia với 100.000 đồng, số tiền sau đó nhân dần lên. Anh nhiều lần đặt cược với số tiền trên 50 triệu đồng một lần. Chơi không thua, thua thì lại muốn gỡ. Trò này nó là vậy, cứ càng thua càng muốn gỡ. Bất cứ ai cũng có thể trở thành đại lý khi giới thiệu được người chơi và nhận tiền hoa hồng từ người chơi sau. Các đại lý thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những biên lai chuyển khoản, số tiền người thắng nhận
để người chơi khác tiếp tục nạp tiền. Mình cũng chỉ là đưa những cái thông tin mà người chơi được lên, đưa cái thông tin mà người chơi thua lên thì nó kiểu là nó không hay lắm. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội, trong 3 tháng, các trinh sát của Công an tỉnh Thái Bình đã thâm nhập vào nhóm và điều tra. Các đối tượng thuộc 11 tỉnh thành và hầu như tất cả các đối tượng không biết nhau. Thắng hay thua là do cái đối tượng nó viết ra cái code game, cái phần mềm game nó điều hành và nó có thể cài đặt điều chỉnh được cái tỷ lệ thắng thua. Như vậy là cái tỷ lệ người chơi thắng hay thua là không do may rủi mà là do các cái đối tượng. Mà có những người thắng nhưng thực chất những hình ảnh đấy là chúng tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi là đấy có người thắng đấy, mà thắng nhiều đấy, nhưng thực tế là không phải. Đấy là những đối tượng cò mồi, dùng hình của cò mồi, đối tượng chân gỗ. Những lời quảng cáo chơi sẽ thắng trở thành mồi nhử với nhiều người. Đối tượng cầm đầu dựng ra một nhóm chuyên gia tư vấn và đọc lệnh, khiến người chơi càng tin vào việc mình sẽ thắng. Theo lực lượng công an, trang web đánh bạc này của nước ngoài và không được các cơ quan chức năng cho phép hoạt động tại Việt Nam. Do nhu cầu du lịch sinh thái tăng cao, thời gian qua, nhiều hộ gia đình tại khu vực tiếp giáp với lòng hồ Trị An đã mở dịch vụ du lịch sinh thái, cắm trại, ven hồ. Ngoài việc các điểm kinh doanh du lịch này mang tính tự phát, thì đến nay cũng chưa có hướng dẫn cụ thể của nhà nước về loại hình kinh doanh này. Vì vậy mà hàng loạt cơ sở du lịch kiểu này đã bị buộc phải tháo dỡ. Mặc dù mới triển khai dịch vụ du lịch cắm trại, nghỉ dưỡng chưa được bao lâu, tuy nhiên chị Nông Thị Thắm, chú tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, buộc phải tháo dỡ những căn nhà lắp ghép như thế này tại khu cắm trại mà chị mới mở ra. Chỉ riêng tại xã Mã Đà đã có tới hàng chục điểm du lịch tự phát như thế này bị buộc phải tháo dỡ. Thấy người ta làm thì mình làm thôi, tại vì người ta làm trước là lâu rồi, em làm có giấy phép kinh doanh mới được có 3 tháng này, mà em hoạt động thì được 2 tháng. Thì em cũng có đóng thuế cho nhà nước 1 tháng. Còn cái lòng hồ thì em ở đây thì lâu rồi, từ năm 1995 đến giờ, không biết là cái mốc giới là lộ giới đến đâu. Theo các chủ cơ sở kinh doanh du lịch ở đây thì thời gian qua có rất nhiều bạn trẻ đổ về khu vực hồ Trị An để khám phá môi trường thiên nhiên hoang dã, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Nhận thấy tiềm năng phát triển về nhu cầu du lịch sinh thái nên nhiều người dân đã tổ chức cải tạo, phát cỏ, sửa sang vệ sinh lại để tạo cảnh đẹp nhằm thu hút khách đến đây cắm trại. Tuy nhiên cho đến nay chưa có quy định pháp luật cũng như chưa có hướng dẫn cụ thể nào cho mô hình dịch vụ này. Ban đầu thì chúng tôi cũng thấy là nó không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên là sau khi thực hiện nhiệm vụ xong thì tôi thấy là nghiên cứu lại các quy định của luật thì người dân làm thực hiện thì nó vi phạm. Còn cái mô hình phát triển du lịch này thì tới giờ này thì tôi thấy chưa có chỗ nào có cái hướng dẫn hay là quy định nào để phát triển. Tuy nhiên là tôi thấy trong thời gian vừa qua mô hình phát triển này cũng đang mang lại hiệu quả cho địa phương. Đặc biệt là những cái điểm mà có tổ chức phát du lịch tự phát này nè, qua kiểm tra thì không có rác thải xuống dưới bờ hồ, mà những cái điểm nào không có làm thì rác thải ở khu vực đó tương đối nhiều. Nên đưa cái du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp vào trong một cái định hướng để phát triển chung của cái ngành du lịch. Vì theo quy định trên đất nông nghiệp thì không được xây dựng, thì tôi cho rằng chúng ta cần phải sớm gỡ cái này để mới tạo điều kiện cho những cái người dân ở khu vực đó phát triển. Thực tế, hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái đã mang lại cho nhiều gia đình ở nông thôn có nguồn thu nhập cao hơn so với thu nhập đơn thuần từ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chưa có quy định và cơ chế cho hoạt động kinh doanh dịch vụ dạng du lịch cắm trại như thế này đã khiến những người dân cũng như chính quyền địa phương đang phải loay hoay. Nắng nóng một phần cũng là do nguyên nhân đến từ hiệu ứng nhà kính, và tại Đà Lạt của nước ta thì bị phủ trắng bởi nhà kính. Không có nhà kính thì Lâm Đồng không có thể có một nền nông nghiệp công nghệ cao, nhưng mà mặt trái của tăng nóng nhà kính là ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường và trở thành tác nhân góp phần gia tăng lũ lụt cục bộ. Vâng, cũng vì vậy mà mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đề án quản lý nhà kính với mục tiêu là đến năm 2030 giảm dần và tiến tới không còn nhà kính tại khu vực nội ô Đà Lạt. Điều dư luận quan tâm là lộ trình loại bỏ nhà kính như thế nào và liệu có khả thi hay không. Giữa năm ngoái, nhà kính trên 2 sào đất canh tác của gia đình anh Lực buộc phải tháo dỡ vì nằm trên đất lâm nghiệp.
Không còn nhà kính, anh Lực không thể trồng hoa cúc như trước mà phải chuyển sang trồng rau. Thu nhập giảm sút, những nông dân như anh Lực buộc phải chấp nhận. Lợp là phường vô quẻ liền, dĩ nhiên còn thuộc về đất rừng mà, thông tùm lum mà. Đã có khoảng 200 hectare nhà kính xây dựng trái quy định đã được tháo dỡ trong vòng một năm qua ở tỉnh Lâm Đồng. Cùng với việc rà soát, giải tỏa nhà kính xây dựng trái quy định, đề án quản lý nhà kính mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt cuối tháng 1 năm nay cũng đã đưa ra lộ trình giảm diện tích nhà kính ở khu vực nội ô thành phố Đà Lạt. Cụ thể, năm 2023, diện tích nhà kính giảm còn 95% so với hiện trạng của năm 2022. Giảm dần nhà kính theo từng năm, để đến năm 2030 tiến tới không còn nhà kính ở khu vực nội ô Đà Lạt. Nếu mà làm được như vậy thì cái cảnh quan thì nó sẽ trở thành màu xanh, thì nó trả lại cái cảnh quan đẹp hơn cho Đà Lạt. Bớt nhà kính đi, không khí nó sẽ trong lành hơn nhiều. Hiện tại, diện tích nhà kính ở Đà Lạt lên đến gần 2.500 hectare. Tại một số khu vực, nhà kính phủ đến 80% diện tích canh tác. Mặt trái của tăng nóng nhà kính ai cũng nhận ra, nhưng bây giờ phải tháo dỡ nhà kính, trở lại canh tác ngoài trời thì không dễ dàng. Một là nông dân đã đầu tư cho mỗi hectare nhà kính ít nhất 2 tỷ đồng. Nói đơn giản, bây giờ một sào nhà kính là làm 204 triệu, mà bây giờ dỡ ra bán sắt được 20 triệu không? Nhà kính không phải là công nghệ cao, nhưng nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng, điều kiện canh, gần như điều kiện canh cho rau hoa ôn đời. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, để lộ trình giảm dần nhà kính tại nội ô Đà Lạt được khả thi, thì điều mấu chốt nhất vẫn là phải đảm bảo sinh kế cho người dân khi chuyển sang canh tác không nhà kính. Đây là vấn đề không đơn giản, khi hiện tại ở Đà Lạt, những giống cây cho hiệu quả kinh tế cao thì hầu hết lại được canh tác trong nhà kính. Vâng, cũng cần nhắc lại, sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng cần có nhà kính, bởi đây là công cụ để áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Vấn đề là quy hoạch xây dựng nhà kính ở những khu vực nào để không ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường. Và trong đó, riêng nội ô Đà Lạt yêu cầu bức bách là phải tiến tới không còn nhà kính. Xác định được những cái khu vực xây dựng nhà kính nó vi phạm, ví dụ như trên đất lâm nghiệp lấn chiếm các cái hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, sông suối, các di tích, các thắng cảnh, thì đã tập trung giải tỏa ở những cái khu vực đó trước. Thứ hai nữa là vận động người dân hiểu được tác động của nhà kính đến cảnh quan môi trường. Cái thứ ba nữa là có cái cơ chế chính sách để giúp cho người nông dân chuyển đổi. Kinh tế nó có thể giảm đi một tí, nhưng mà vấn đề an toàn, sức khỏe, cảnh quan môi trường nó mang tác động lớn cho cái chung. Alo, chào buổi sáng. Đã nhận được phản ánh của người dân phường 13 và phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng con kênh chứa nhiều rác thải như quý vị đang theo dõi ở hình ở đằng sau của tôi đây. Và điều đáng nói là rác được xả nhiều đến nỗi và chúng ta không nhìn thấy được dòng chảy của con kênh. Người dân rất là lo lắng, đã thông tin tới Alo chào buổi sáng. Nhóm phóng viên đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu. Đây là con kênh chạy xuyên qua hẻm 1319 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 20 năm nay, nhiều người dân đã chứng kiến cảnh con kênh này dần dần bị rác thải che kín. Ban đầu chỉ là rác sinh hoạt, sau từ từ những vật dụng như thùng xốp, nệm đến cả bàn ghế cũng bị vứt ở đây, khiến nhiều lúc con kênh như bị che lấp. Nói chung là nó ở con kênh này thì mọi người mọi vứt chứ chả thế nào biết được. Bởi vì sao? Vì nó chảy dọc từ đây ra đến cầu Cụt. Đấy, đây là cầu Trường Đai mà nó chảy ra đến cầu Cụt là mãi đằng kia. Đấy. Nên là dân ở đây thì sống cũng đông lắm. Thế nào là phòng trọ, nào là dân. Thế nên người ta vô ý thức, người ta cứ có rác là cái quăng người ta giục. Không chỉ thế, nhiều người dân cho biết nhiều cơ sở sản xuất, xen cài trong khu dân cư còn đổ rác thải ra dòng kênh này. Có lúc nhiều đến nỗi dòng kênh đổi màu và bốc mùi nồng nặc. Rồi nước là mổ gà đây nè, rồi bên đây lúc trước là cái công ty mì gói gì đó. Thải nước ra là nó tuôn xuống dòng kinh này thôi. Lúc lần nó thả ra là cứ nó hôi kinh khủng luôn. Lúc trước còn một cái vụ mà làm cà phê đằng này nữa, nhưng mà người ta phản ảnh nhiều quá rồi dẹp rồi đó. Khói nó lên ngục luôn vậy đó. Một nguy cơ nữa mà người dân phải đối mặt là tình trạng ngập. Rác che lấp dòng kênh cũng đồng nghĩa với việc không thoát nước được. Cứ đến mùa mưa, người dân lại phải chịu đựng cảnh nước tràn vào nhà. Nếu mà mưa lớn ấy, mà nước chiều cường lên là nhà chúng tôi đấy là bị ngập. Chính nhà và tổ dân phố cũng bị ngập, bởi vì nhà của tôi là thấp hơn đường cỡ 6 đến 7 tấc, bởi vì đường ngày xưa là nâng lên cao lắm.
nên là nước mà nó mưa ấy, xong chiều cường này nó không trôi đi ấy, là ngập hết vào trong nhà, nguyên cái khu hẻm này này đến 50% là nhà bị ngập. Được biết con kênh này chảy ra kênh Tham Lương, Bến Cát. Nhiều người dân hy vọng thành phố đang thực hiện dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên. Con kênh này cũng sẽ được chỉnh trang và thay đổi. Trung tâm Địa chấn châu Âu Địa Trung Hải thông báo có một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Kepulauan Batu của Indonesia ở Ấn Độ Dương vào rạng sáng nay. Và tâm chấn của trận động đất ở độ sâu là 43 km. Trước đó vào chiều qua cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn là 6,4 ở ngoài khơi của Đông Nam Sulawesi của Indonesia. Thủ đô Kathmandu và một số thành phố lớn ở Nepal đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do những đám cháy rừng đang xảy ra trên khắp cả nước. Chỉ riêng trong ngày hôm qua thôi đã ghi nhận 379 vụ cháy rừng tại 17 địa phương. Và chỉ số ô nhiễm không khí ở thủ đô Kathmandu cao gấp 4 lần so với mức được coi là nguy hiểm với sức khỏe của con người theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Cuối tuần thì nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực và nguy cơ cháy rừng rất cao. Vâng, và theo Cục Kiểm Lâm thì hiện có rất nhiều cánh rừng ở 5 tỉnh Tây Bắc Bộ là Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai hay là Lai Châu cùng với toàn bộ Tây Nguyên và cả một số cánh rừng ở An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau nữa đều đang nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4, 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Dự báo nắng nóng vẫn còn diễn ra diện rộng ở nhiều khu vực trên cả nước. Tây Bắc Bộ, Trung Bộ nhiệt độ cao từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nhiều điểm từ 35 đến 36 độ. Còn trên thế giới thì trong năm ngoái, như là châu Âu thì cũng đã trải qua mùa hè nóng nhất, kèm theo là tình trạng hạn hán nghiêm trọng và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như là sóng nhiệt, cháy rừng trên diện rộng. Vâng, tuy nhiên thì dự báo mới nhất từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết, châu lục này còn đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng hơn trong mùa hè của năm nay. Và điều này khiến cho chính phủ các nước châu Âu đang áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm nước. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Mùa đông và mùa xuân năm 2023 ở châu Âu ấm và khô hơn mức trung bình đã dấy lên những lo ngại về một đợt hạn hán nghiêm trọng hơn năm 2022. Sau những cơn mưa mùa đông yếu ớt, những trận tuyết rơi ảm đạm trên dãy Alps chỉ bằng một nửa bình thường. Trên khắp miền Bắc Italia, nguồn nước dự trữ đang sụt giảm. Con sông dài nhất của Italia hiện có lượng nước thấp hơn 60% so với mức bình thường. Chính phủ Italia tháng trước đã phải thành lập một ủy ban quốc gia giám sát việc sử dụng nước. Ở Tây Ban Nha, mực nước trong các hồ chứa chỉ bằng 50% sức chứa trung bình. Nông dân đang phải chật vật duy trì sản xuất do nguồn nước dành cho tưới tiêu bị hạn chế. Chính quyền vùng Catalonia đã cắt giảm 40% lượng nước dành cho nông nghiệp. Còn ở Pháp, 5 bộ ngành đã ra những quyết định nhằm ưu tiên nước cho nông nghiệp và sinh hoạt. Người dân bị cấm tưới vườn, rửa xe, bơm nước cho bể bơi. Theo cảnh báo của các chuyên gia, tình trạng căng thẳng với nước nhiều khả năng xuất hiện ở các quốc gia Địa Trung Hải, nhất là Tây Ban Nha. Trừ khi có mưa lớn xuất hiện liên tục vào tháng 5, nếu không mực nước ở các quốc gia Nam Âu sẽ dưới mức trung bình trong mùa hè năm nay. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Thưa quý vị, những ngày này thì sự chú ý của những người yêu xe đổ dồn về triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải, một trong những sự kiện lớn nhất của ngành ô tô thế giới, với chủ đề đón đầu kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp ô tô, với phương tiện sử dụng năng lượng mới là điểm nhấn nổi bật của triển lãm năm nay. Trong số 1.500 mẫu xe được trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải năm nay, 2/3 là các mẫu xe năng lượng mới như xe điện hoặc xe hybrid. Các hãng xe của cả Trung Quốc và nước ngoài đã mang tới sự kiện những sản phẩm và công nghệ xe điện mới nhất của mình. Đây là một triển lãm ô tô lớn, nơi mà chúng ta có thể chứng kiến tất cả sự phát triển của toàn ngành đã đạt được trong những năm qua. Đã có rất nhiều sự thay đổi đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển xe điện trong quá trình số hóa. Trước Seagull, mẫu xe điện mới nhất của hãng BYD Trung Quốc là một trong những sản phẩm thu hút nhiều sự chú ý của khách tham quan, không chỉ bởi các tính năng hiện đại mà còn nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 11.300 đô la Mỹ, bằng một nửa giá của các phương tiện năng lượng mới giá rẻ khác. Đây là chiếc xe khá phù hợp với tôi. Nó có thể được sử dụng để lái đi chơi hoặc đi làm và có chi phí tương đối thấp. Mặc dù triển lãm diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô điện đang phải chạy đua quyết liệt trong việc giảm giá xe để thu hút người mua,
giới doanh nghiệp và các chuyên gia vẫn bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của ngành trong năm 2023. Các phương tiện chạy xăng đang dần đánh mất thị phần trong 2 năm qua, trong khi tỷ lệ thâm nhập thị trường của xe năng lượng mới đang dần tăng lên, chiếm khoảng 27% trong năm ngoái. Năm nay, xu hướng này sẽ còn tiếp diễn. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống chắc chắn sẽ không ngồi yên, nhìn thị phần dần mất đi và sẽ phải đẩy mạnh nỗ lực phát triển xe điện. Tại Trung Quốc, trong năm ngoái đã có 6,9 triệu xe năng lượng mới được bán ra, chiếm 1/4 doanh số toàn thị trường. Các hãng xe điện đang trông cậy vào thị trường ô tô lớn nhất thế giới để thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng khi mà nhu cầu tại Mỹ và châu Âu đang chững lại. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp sẽ phải đầu tư hơn nữa vào các tính năng, công nghệ có tính cạnh tranh để có thể thu hút người dùng Trung Quốc, vốn có nhu cầu ngày càng cao đối với xe điện. Sưu tầm xe cổ là một trào lưu đã có từ lâu, tuy nhiên thì việc sưu tầm xe cổ giờ không chỉ là một sở thích cá nhân nữa mà đang trở thành các khoản đầu tư sinh lời cao. Rất nhiều quỹ đầu tư đã được thành lập để phát triển thị trường mua bán xe ô tô cổ. Đây là những chiếc xe ô tô cổ thuộc bộ sưu tập Kolaha tại Đức, với tổng số lượng lên đến 300 chiếc xe thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Ông Florian Zimmerman, nằm trong ban quản lý bộ sưu tập Kolaha, cho biết cơ duyên khiến ông quan tâm tới việc sưu tầm xe bắt đầu từ khi ông làm việc cho Mercedes-Benz. Mọi thứ đã bắt đầu kể từ khi tôi làm việc cho Mercedes-Benz, một trong các hãng xe lớn nhất trên thế giới. Tôi được giao quản lý một trung tâm mua bán xe cổ. Nhờ thế đã có cơ hội tìm hiểu về rất nhiều xe ô tô cổ. Sau đó tôi đã bắt đầu sưu tập những chiếc xe cho riêng mình. Sưu tầm xe ô tô cổ ban đầu có thể chỉ là sở thích, nhưng giờ đây nó đã trở thành một xu hướng đầu tư. Giá trị của những chiếc xe cổ không ngừng tăng lên theo thời gian. Theo báo cáo của Knight Frank, những chiếc xe cổ đã tăng 185% giá trị trong 10 năm qua, vượt xa sự tăng trưởng của các mặt hàng xa xỉ khác như rượu vang, đồng hồ và các sản phẩm nghệ thuật, và chỉ đứng thứ hai sau rượu whisky hiếm. Bên cạnh thú vui được chơi xe cổ, đây còn là một khoản đầu tư hết sức nghiêm túc đối với chúng tôi. Chúng tôi đã mua rất nhiều xe và giá trị cũng như nhu cầu đối với chúng sẽ tăng lên theo thời gian. Năm 2018, một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 1955 đã được bán với giá 135 triệu euro, tương đương 149 triệu đô la thời điểm đó, trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới. Giá trị xe cổ tăng mạnh đã thúc đẩy công ty Azimut lập nên quỹ tương hỗ đầu tiên trên thế giới để đầu tư vào những chiếc xe có lịch sử độc đáo, được định giá tối thiểu 1 triệu euro. Công ty Hetica Capital cũng thành lập quỹ dạng đóng trị giá 50 triệu euro trong năm 2021. BioPhytech, một công ty tại Mỹ bắt đầu nhận đơn đặt hàng súng thông minh được kích hoạt bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Và công nghệ này có ưu điểm là chỉ người dùng đã được xác minh mới có thể sử dụng súng, tránh tai nạn không đáng có. Súng của BioFire có thể được kích hoạt bằng đầu đọc dấu vân tay. Thiết kế này để tránh trẻ em vô tình bắn súng, giảm số vụ tự sát, bảo vệ cảnh sát khỏi kẻ cướp súng hoặc khiến súng bị mất, bị đánh cắp, trở nên vô dụng. Một cách cân bằng cuộc sống nữa đó là từ bộ môn yoga. Yoga từ lâu đã được coi là một bộ môn rèn luyện sức khỏe hữu ích dành cho mọi lứa tuổi. Nhưng đã bao giờ quý vị nghe đến yoga cười chưa ạ? Một bộ môn đã du nhập vào Việt Nam được khoảng 10 năm nay rồi, thu hút sự tham gia của nhiều người, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Vậy bộ môn này tập luyện như thế nào? Làm sao để có được nụ cười tươi, đẹp và khỏe mạnh? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Vâng, và phóng sự này cũng sẽ thay cho lời kết của chương trình Chuyển động 24 giờ trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong tuần, dù là nắng hay là mưa, chỉ cần có mặt ở một góc nhỏ xung quanh Hồ Gươm là chúng ta có thể bắt gặp các cô các chú của câu lạc bộ Yoga Cười Việt Nam. Đặc điểm nhận dạng là đồng phục áo màu đỏ, khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười thì vàng khắp mọi nơi đấy ạ. Yoga Cười được coi là một bộ môn thể dục dưỡng sinh do một bác sĩ người Ấn Độ sáng tạo vào năm 1995. Hiện đang có hàng nghìn câu lạc bộ trên thế giới. Yoga Cười du nhập vào Việt Nam khoảng hơn một chục năm nay và đang dần trở nên phổ biến. Bộ môn Yoga Cười được xem như là một bài thuốc quý. Nó giúp tinh thần con người sảng khoái, giải tỏa căng thẳng. Việc cười giúp cung cấp oxy cho não bộ, mang lại tinh thần minh mẫn, sức sống tươi trẻ, đặc biệt là hỗ trợ rất tốt cho người cao tuổi. Vui quá cô Mai ơi. Cô Mai cho hỏi một chút này, làm sao để mà có thể vừa cười đẹp, vừa cười xinh mà lại vừa cười khỏe à cô?
Cháu ơi, nụ cười như coi mang lại cho chúng ta rất một ghi liềm, rất là sung sướng. Khi nào mình nhá, mình ra mình cảm thấy mình cái thả lỏng này, cười như coi là cười giả rồi hóa cười thật này, thư giãn. Đấy, ngày xưa là cô cũng chưa biết đâu. Cô giọng cười cô cứ phá hết lên nhưng còn mất cả giọng đi chữa. Nhưng mà từ khi cô học cái hít thở của tôi, cô bây giờ rất sâu. Và cô có thể tập như coi một ngày 4-5 buổi vẫn không thấy mệt gì. Ai mà chưa biết cười thì cô rất yêu thích một cái bài cười là từ trái tim. Trái tim thả lỏng này. Hít sâu. Theo nghiên cứu khoa học, tiếng cười mang đến 6 lợi ích cho cơ thể như xua tan căng thẳng, rèn luyện cho tim mạch, thư giãn các cơ, tốt cho phổi, xua tan chứng trầm cảm và tiêu hóa tốt hơn. Với tất cả những lợi ích đó, nhiều cô chú trong câu lạc bộ Yoga Cười Việt Nam đã có một cuộc sống và một sức khỏe thay đổi rất nhiều sau quá trình dài tập luyện. Trước kia là cô ra là cái ứng xử rất là chậm chạp, nó không được vui tươi như bây giờ. Nhưng qua mười mấy năm tập luyện ở yoga cô gắn kết ý, nhiều người nhận xét rằng là cô khác hẳn ngày xưa luôn. Đẹp hơn, trẻ hơn. Không chỉ cười và rèn luyện sức khỏe, những câu lạc bộ như thế này cũng là nơi giao lưu gặp gỡ và chia sẻ của những người cao tuổi, tạo không gian thoải mái, giúp cô chú khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.